chậu này đâu có sơn đâu. Nhưng mà cùng một cỡ à? Cây bên ý tầm 4 5 triệu gì thì. Bên 4 5 triệu à? Đấy, bán người ta 5 triệu. Bán mấy luống người ta 5 triệu. Đấy thế mà các cái hàng Tết mà chưa đến Tết đã hết rồi nha. nhiều người cứ bảo là tôi đi ấy quất. Tôi đi ấy quất nhưng tôi bảo chưa đến Tết. Giá bây giờ kiểu nó lung tung ấy. Mà đến Tết kéo còn rẻ hơn. Nhưng mà nói chung là đến Tết thì cây đẹp bây giờ đã mất hết rồi. Nào cứ vứt xuống đấy nấp hết ngoài của người ta. Chán nào, ngồi chỗ nào nó. Sao bên kia kìa. Đây, cho các bạn biết là chanh đào đây này. Chanh đào với chanh tứ quý nó khác nhau ở điểm gì? Thì cái chanh đào bây giờ nó chín rồi đây này. Thì một thời gian nữa là nó rụng. Còn chanh tứ quý thì nó càng ấy thì nó càng vàng và để được Tết. Để được Tết. Đấy mọi người thấy chưa? Không nghịch con ai con ném xuống đấy ấy hết. Cái mô hình ghép chanh tứ quý lên chậu này. Ơi, ra ngoài kia ngồi không là ở đây là nó có các cái cây này nó có mùi thuốc trừ sâu. Sao bên kia chỗ nào mát thì ngồi. Đây này, chanh là quả chanh vàng kia là chanh tứ quý à, nó ra quanh năm này, mấy cả nó kịp Tết này. Còn cái quả này là quả chanh đào này thì Tết nó sẽ rụng hết này. Đấy, một cây thì nếu mà ghép cả hai loại chanh, thậm chí kể ghép cả quất, tức là riêng cái dòng có múi này rất hay nhá. Dòng có múi này là ghép được cả quất, tức là một cây một gốc bưởi ấy thì ghép được tất cả các cái dòng có múi. Có một dòng nữa nó không có múi nhưng vẫn ghép được, nó là cây Phật thủ. Quả Phật thủ ấy ghép được trên các cái cây bưởi mấy cả quất mấy các thứ. Thì nói chung là bà con từ trước cái này là nên ghép trên cái gốc bưởi thì nó khỏe. Kể cả quất quýt rồi các thể loại. Đây chanh tứ quý đây các bạn nhìn này. Tầm này nó ra cả quả con nha. Nhiều đứa người tôi nói thì nó chiêu chú nó cứ chống phá. Nhưng mà người ta đã nói là chanh tứ quý tức là chanh tứ quý tức là nó quanh năm. Còn thích bắt quả lúc nào thì bắt. Đây bắt được cả lúc quả con này này, đang quả con này. Quả con này này. Thì đến Tết thì chắc là nó cũng chỉ to hơn thế này một tí thôi. Đấy nó có cả hoa này này. Tết nó cũng ấy được. Chứ còn nhưng riêng hàng chanh đào nó phải theo mùa. Nhưng tầm này nó đã chín rồi thì các ông không thể. Có một cái bài toán ngày xưa ông Công Bò ông bảo tao sẽ làm cái cam là cam V2 à? Cam ơi. Mẹ cái thằng này. Con mấy cái. Cam V2 ấy, cam V2 kịp Tết nhưng mà khó lắm, khó hãm. Tức là nó tùy theo từng dòng cây thì mình hiểu đặc tính của nó cơ. Ví dụ như là cái gì nhỉ, cái khế. Khế thì các bạn có thể bắt quả vào Tết được. Đấy, để chuẩn Tết. Hôm qua ông nào ông gọi cho cái Thủy bảo là hướng dẫn anh cách mà làm ổi kịp Tết. Thế là hôm trước mấy anh em chia sẻ là mùa ổi của nó không phải là ổi, nó là cái dòng quanh năm được để mà bắt quả vào Tết được. Thì là ổi là hôm ấy anh kéo gì lại bây giờ quên rồi, anh em toàn quên tên. Hoa nó là tháng 2, tháng 3 thì làm sao mà Tết các bạn bắt được quả ổi Tết. Thế biết bây giờ nó ông đã đang chín rồi thì còn cái hình như là cái loại ổi lê Đài Loan có lẽ là hay là ổi gì đấy, tức là tùy theo giống cơ. Chứ còn bình thường như các cái giống ổi bình thường của mọi người bảo bắt quả Tết thì tôi cũng chưa ấy. Còn con thằng dở hơi đang ở nhà nó đang ép sung ra quả Tết kìa. Còn đấy chanh kiểu chanh tứ quý với cả các loại chanh khác thì nó có thể là các bạn làm được quanh năm. Tức là có thể hướng nó vào đúng Tết để các bạn có giá trị hơn ấy, bán được giá hơn ấy. Đây bây giờ nó vẫn còn quả con này. Đấy quả con như này này. Đấy quả con, quả to, quả hoa, các thể loại. Đây hoa này. Nhưng mà nếu mà chanh đào bây giờ có lẽ là các ông sẽ không thấy chanh đào bây giờ có hoa. Đây. Chanh đào đây. Còn nói chung là đến cả con thằng Đức. Tết tôi bảo là đi mua. À tức là hình như là năm ngoái tầm nào ấy nhỉ. Tôi bảo là nó mua đi mua hình như gần Tết hay sao ấy. Hình như tầm này của năm ngoái. Nó còn không phân biệt được đâu là chanh đào hay chanh tứ quý mà nó phải vào phải bổ ra. Ở trong ruột nó đào ấy. Nó hồng ấy. Thằng nào hút thuốc đây. À thế á. Nguyên hút thuốc à? Càng khá nhỉ. Đấy, khá nhỉ. Ôi giời ơi đây này. Còn nói chung là
Con cái như này nhá, mà ông gì nhỉ? Ông Trần Việt Quân nhỉ? Những cái bọn như này này, bố nó không hút thuốc, mày thích hút thuốc tao cho hút điếu cày. Con gái ông cũng cho hút điếu cày. Có mọi người mà thấy con nó cầm điếu thuốc mấy các thứ là đe lẹt mấy thế nọ kia, ông Trần Việt Quân đúng không ạ? Mày thích hút thuốc đúng không? Muốn thử cảm giác đúng không? Bắt ba đứa con hút điếu cày luôn. Thế là nó thấy hôi mấy các thứ linh tinh là bạn bè từ sau chúng nó cho hút là nó không hút. Đấy. Chứ mà bọn này là thằng này nó thấy mình hút, mình vừa vứt đấy phát là hút này. À đấy, thế là chú ấy bảo là ấy thằng này khá nha. Nó bốn mà đã hút thuốc rồi. Nhưng ông Trần Việt Quân nhá, ông ấy không ngăn cấm con ông ấy. À thích hút thuốc à, bố cho mày điếu cày hút luôn. Cả con gái ông ấy, ông có một thằng, có một đứa con gái cũng cho hút thuốc. Đây, đây là chanh, gọi là chanh tứ quý nhá, mấy chanh đào. Chanh đào này thì nó sẽ rụng sớm thôi. Đi sang bên này không thì cái ấy, cho mẹ mày làm việc cho nó xong. Đấy, tức là ghép chanh đào với chanh tứ quý trên gốc bưởi. Đi sang bên này. Nhanh.